Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Crong Búc. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo huyện Crong Búc thăm và tặng quà chốt kiểm dịch COVID-19 tại Ehleu. Huyện Crong Búc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Đoàn xã Chư Bô tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Xã Bân Đột Rang chuẩn bị tốt cho công tác đại hội điểm cấp xã. Đầu tư phát triển sản phẩm OCOP tại các hợp tác xã trên địa bàn huyện Crong Búc. Hợp tác xã cà phê chất lượng cao Esin bước đi vững chắc trong làm nông nghiệp sạch. Sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 6 tháng 4, lãnh đạo huyện Crong Búc do đồng chí A Jun Hờ Hương, Phó Bí thư huyện ủy đã đến thăm và tặng quà chốt kiểm dịch COVID-19 tại km 110 thuộc địa phận huyện Ehleu. Đến thăm chốt kiểm dịch, đồng chí A Jun Hờ Hương, Phó Bí thư huyện ủy đã chia sẻ động viên đội ngũ thực hiện nhiệm vụ giữ gìn sức khỏe vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần chung tay bảo vệ sức khỏe của người dân địa phương và cộng đồng. Đặc biệt là trong 15 ngày cao điểm, từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4, thực hiện chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Nhân dịp này, đồng chí cùng với Hội Phụ nữ huyện Crong Búc đã trao tặng cho điểm chốt chặn các đồ dùng thiết yếu như khẩu trang y tế, nước uống, sữa tươi và 2 triệu đồng tiền mặt. Tổng trị giá các phần quà hơn 3 triệu đồng. Được biết, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sẽ thực hiện dừng phương tiện để kiểm tra kiểm soát. Cán bộ y tế và lực lượng khác thực hiện hướng dẫn người dân kê khai y tế, đo thân nhiệt cũng như lấy danh sách, điện thoại, địa chỉ cụ thể của từng người đi qua chốt để nắm thông tin và nếu phát hiện trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 sẽ chấp hành nghiêm cách ly y tế theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp người dân biết về tình hình, mức độ nguy hiểm, tầm quan trọng của việc phòng chống dịch COVID-19, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Crong Búc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng xe lưu động trên các tuyến đường trên địa bàn huyện. Theo kế hoạch, 2 lần trên một ngày trong vòng 15 ngày kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2020, Phòng Văn hóa Thông tin huyện cho xe lưu động chạy khắp các tuyến đường của huyện Crong Búc với các hình thức tuyên truyền bằng loa, dán khẩu hiệu, pano. Nội dung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, của tỉnh và của huyện về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuyên truyền đến người dân trên địa bàn huyện về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, giúp người dân tự phòng chống dịch COVID-19 cho chính bản thân như sử dụng khẩu trang đúng cách, rửa tay bằng xà phòng, giữ ấm cơ thể, hướng dẫn người dân cách khai báo với chính quyền trường hợp người đi từ vùng dịch về. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, đoàn xã Chư Bô đã tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú đến đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn xã. Thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đoàn xã Chư Bô đã tổ chức tuyên truyền đến bà con nhân dân 21 thôn buôn của xã với nhiều hình thức phong phú đa dạng, gần gũi để người dân dễ hiểu và dễ thực hiện. Đoàn xã đã tổ chức xe loa lưu động đi tuyên truyền đến từng ngõ xóm. Cùng với đó là phát 400 khẩu trang miễn phí cho nhân dân, phát hơn 1.000 tờ rơi với nội dung tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Hơn 100 pano tuyên truyền được treo tại khu dân cư, ở chợ và gần trường học với thông điệp phòng chống dịch COVID-19 vì cuộc sống của chúng ta. Chủ động chống dịch là bảo vệ bạn và cộng đồng. Với những hoạt động cụ thể thiết thực, đoàn xã Chư Bô đang góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự xã Bưng Đờ Rang chuẩn bị tốt cho công tác đại hội điểm cấp xã. Triển khai thực hiện chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy xã Bưng Đờ Rang đã tổ chức quán triệt tới 100% đội ngũ cán bộ chủ chốt, bí thư, phó bí thư chi bộ, chú trọng công tác tuyên truyền để đảng viên và nhân dân nắm bắt cụ thể kế hoạch, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ điểm cấp cơ sở. Đồng thời thành lập 3 tiểu ban phục vụ đại hội.
lãnh đạo Đảng ủy xã Bơ Nờ Rang cho biết, xác định công tác xây dựng văn kiện đại hội là một trong những nội dung quan trọng. Đảng ủy xã đã quán triệt bộ phận phụ trách, làm việc trên tinh thần trung thực, không né tránh, mạnh dạn nhìn nhận những hạn chế yếu kém, phân tích rõ những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân để rút ra bài học trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đến thời điểm này thì tập trung cho cái công tác chuẩn bị cho đại hội điểm của là huyện, thì đối với đảng bộ xã Bơ Nờ Rang thì được huyện chọn làm đại hội điểm của cấp huyện vào cuối tháng 4. Nên chúng tôi hiện nay đang tập trung tất cả hệ thống chính trị vào các cái bước, các cái quy trình, các cái đầu việc để sẵn sàng cho là cuối tháng 4 này tổ chức cái đại hội đảng bộ xã lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025. Để chuẩn bị đại hội đại biểu đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bơ Nờ Rang luôn bám sát và trực tiếp hướng dẫn đôn đốc các chi bộ tiến hành đại hội. Đến ngày 28 tháng 3, 100% chi bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Ngày 22 tháng 3 vừa rồi, chi bộ đã tổ chức đại hội. Thì trong đại hội thì đã thực hiện đầy đủ các bước theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy. Tinh thần của đảng viên trong chi bộ thì rất phấn khởi, đoàn kết và từng bước khắc phục những khó khăn. Kết thúc đại hội thì chi bộ đại hội đã bầu ra được cấp ủy gồm 5 đồng chí. Nhờ chủ động trong công tác chuẩn bị nên quá trình đại hội của các chi bộ cơ sở đều diễn ra dân chủ, đúng theo quy định. Thì chi bộ thôn 10 được đảng ủy chọn chi bộ đại hội điểm của đảng ủy xã Bơ Nờ Rang. Thì như vậy á thì là được sự quan tâm và chỉ đạo sát thực của là đảng ủy. Thì là về là cấp ủy chi bộ đã chuẩn bị về nhân sự, rồi đề án nhân sự rất chu đáo và chi bộ rất thống nhất cao. Thì là như vậy thì báo cáo chính trị về nhân sự thì đã sau đó thì là chi bộ là đã đại hội thành công rất tốt đẹp. Chi bộ thôn Enu đã bám sát cái hướng dẫn của trung ương cũng như chỉ thị 133 của đảng ủy. Thì chi bộ đã chuẩn bị tốt công tác báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ và những cái mặt làm được và chưa được để chi bộ rút kinh nghiệm để trong nhiệm kỳ tới lãnh đạo chi bộ được tốt hơn. Đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác vệ sinh môi trường cũng luôn được đảng ủy xã chú trọng. Theo đó, xã chỉ đạo các thôn buôn tổ chức tổng vệ sinh, chỉnh trang đường làng ngõ xóm. Cùng với đó, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể đã thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp. Nhiều công trình thanh niên đã được xây dựng trong tháng 3. Tháng thanh niên đã nhận được sự tham gia đóng góp công sức của thế hệ tuổi trẻ trên địa bàn, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của quần chúng nhân dân. Đến nay, xã Bơ Nờ Rang đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho đại hội theo đúng ý kiến chỉ đạo của huyện ủy. Các nội dung quan trọng của đại hội điểm cấp cơ sở như dự thảo văn kiện và đề án nhân sự của đảng bộ xã đã được Ban Thường vụ huyện ủy phê duyệt. Thưa quý vị và các bạn, từ cuối năm 2019, huyện Krông Búc đã tiến hành rà soát xác định các sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc địa phương, đảm bảo tiêu chuẩn sạch, an toàn để phát triển thành sản phẩm OCOP trong năm 2020. Việc tham gia chương trình OCOP được kỳ vọng sẽ nâng cao giá trị cho sản phẩm địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế vùng nông thôn phát triển. Hiện nay, trên địa bàn huyện Krông Búc có 15 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có 4 hợp tác xã được lựa chọn phát triển sản phẩm OCOP cấp huyện. Là một hợp tác xã chăn nuôi chó cảnh, kết hợp kinh doanh cà phê thú cưng, hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Gia đang có định hướng phát triển quy mô về hình thức cũng như chất lượng kinh doanh. Trong năm 2019, hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Gia được sự hỗ trợ 83 triệu đồng của chương trình hỗ trợ sản phẩm OCOP để xây dựng khu chăn nuôi nhân giống. Hợp tác xã nông nghiệp Hưng Phát được thành lập vào tháng 9 năm 2019, kinh doanh trồng nấm và các hoạt động dịch vụ nông nghiệp. Hiện nay, hợp tác xã sản xuất các loại nấm sò, nấm bào ngư để cung cấp ra thị trường bán lẻ và cho các tiểu thương. Năm 2019, được sự quan tâm của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, hợp tác xã được đầu tư 130 triệu đồng để làm nhà nấm. Trong thời gian tới, hợp tác xã nông nghiệp Hưng Phát sẽ tiếp tục triển khai dự án mở rộng quy mô làm nấm. Hợp tác xã nông nghiệp Hưng Phát được sự quan tâm hỗ trợ của Phòng Nông nghiệp huyện Krông Búc
thì hỗ trợ một cái nhà xưởng rộng 280 m² để đưa vào sản xuất, chăm sóc và bào ngư. Và hiện tại thì cái đầu ra còn có nhiều bấp bênh phụ thuộc vào thị trường. Thì tôi muốn sau này là tận dụng được cái sự hỗ trợ này để đưa vào cái chuỗi sản xuất khép kín, để gia nhập vào cái ô cốp nhằm để buôn bán theo chuỗi sản xuất, ổn định các cái mặt hàng hơn. Cũng là một hợp tác xã nông nghiệp chuyên về trồng nấm, hợp tác xã Tâm Giao phát triển từ một hộ cá nhân trồng nấm từ nhiều năm trước, đến tháng 8 năm 2019 đã thành lập hợp tác xã với 7 thành viên tham gia. Với quy mô sản xuất 600 đến 800 kg nấm trên một tháng, tạo công ăn việc làm cho nhiều người làm công nhật, nên việc mở rộng quy mô là nhu cầu bức thiết của hợp tác xã. Trong năm 2018, hợp tác xã đã được hỗ trợ 40 triệu đồng để cung ứng giống. Năm 2019, hợp tác xã tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của phòng nông nghiệp là 98 triệu đồng để làm nhà, xây dựng cơ sở vật chất của rừng nấm. Với tiềm năng phát triển nhiều mặt hàng nông sản đặc trưng của địa phương, việc thực hiện hiệu quả chương trình OCOP sẽ đóng vai trò tích cực giúp quảng bá cũng như nâng cao chất lượng, giá trị cho các sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng nông thôn, đẩy mạnh tiến trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung Hợp tác xã cà phê chất lượng cao Esin bước đi vững chắc trong làm nông nghiệp sạch. Được thành lập và đi vào hoạt động vào tháng 10 năm 2019, Hợp tác xã cà phê chất lượng cao Esin có 14 thành viên, trong đó có 8 thành viên chính thức. Mức huy động cổ phần của hợp tác xã tùy theo điều kiện kinh tế của mỗi thành viên, mức thấp nhất là 5 triệu đồng, mức cao nhất là 70 triệu đồng. Chị Huỳnh Thị Diệu Quỳnh, giám đốc hợp tác xã cà phê chất lượng cao Esin cho biết, từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay, nguồn gốc nguyên liệu sản xuất được tuyển chọn kỹ lưỡng từ khâu chăm sóc cà phê, thu hoạch đến chế biến. Sản phẩm thành phẩm được sản xuất và cho ra thị trường là cà phê hạt và cà phê bột các loại. Hiện tại, hợp tác xã đang sản xuất 6 loại cà phê với quy trình khép kín từ khâu sản xuất đến chế biến thành phẩm, nên cà phê của hợp tác xã đảm bảo chất lượng và được đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ vào năm 2019. Bây giờ hợp tác xã tôi ra chủ yếu và đẩy mạnh nhất là cà phê Robusta Honey này. Vì bây giờ sau một thời gian tìm hiểu thị trường thì bên hợp tác xã cảm thấy cái nguồn cà phê Robusta Honey này thị trường chào đón rất là nhiều. Và bây giờ hợp tác xã đang muốn đẩy hướng tới cái điều là cà phê phụ nữ hoặc là những người già cũng dùng được. Đó là bên hợp tác xã đã chuẩn bị ra mắt cái cà phê trà giảm cân cà phê này nhằm hướng đến là ai cũng sử dụng được cái cà phê chất lượng cao và đảm bảo được cái sức khỏe của mình. Để sản phẩm cà phê đảm bảo chất lượng thì tỷ lệ cà phê chín phải đạt 100%, cà phê thu mua trong nhân dân phải chín đạt 70% trở lên. So với cách chế biến cà phê truyền thống, để ra sản phẩm cà phê chất lượng cao đòi hỏi nguồn gốc sản phẩm và trang thiết bị sản xuất cũng phải áp dụng khoa học kỹ thuật đồng bộ để đạt yêu cầu sản phẩm. Hợp tác xã đã đầu tư trang thiết bị lên đến 1,5 tỷ đồng từ hệ thống nhà xưởng, nhà kính. Hiện tại, trung bình giá cà phê bột thành phẩm của hợp tác xã là 160.000 đồng một ký. Sản phẩm được tiêu thụ bằng các hình thức bán lẻ, bán sỉ và các cửa hàng cà phê trong ngoài tỉnh. Hợp tác xã cà phê chất lượng cao Esin có đầu ra ổn định với nguồn thu nhập từ 70 đến 100 triệu đồng một tháng. Nội dung trên đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Krông Búc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.